con có ý định hiến máu nhân đạo và hiến xác cho y học. Thứ nhất là muốn giúp người, thứ hai là muốn tích phước hồi hướng cho cha mẹ, ông bà. Suy nghĩ này có bị cho là cầu sinh công sư? bản thân cái việc bố thí đó thì nó có một cái đặc điểm đó là gì bố thí có mục đích thì nó tốt hơn là cái sự bố thí không có mục đích. Thì cái quan trọng ở đây đó là cái mục đích của mình là cái gì. Chứ không phải là mình bố thí mà mình không có suy nghĩ gì hết, nó là sai, bố thí phải có mục đích. Và cái quan trọng mục đích của mình ấy nếu như mục đích của mình là những mục đích rất là tầm thường à, ví dụ như à, để cho giàu sang à, để sanh thiên thì đó là những mục đích rất là tầm thường và chính bởi vì mục đích tầm thường ấy cho nên là cái việc bố thí của mình nó cũng không có cao thường à, nhưng mà nếu như mình bố thí nhằm mục đích là để mình đền đáp công ơn của ông bà cha mẹ thì đó nó thể hiện cái sự truy ơn và báo ơn và chính bởi vì như vậy cái mục đích đó là mục đích tốt đẹp ừ. à, rồi cao hơn hết là khi mình bố thí vì mục đích giải thoát giác ngộ và khi đó, đó mình còn thường gọi nó là cái sự bố thí ba la mật nha À, cho nên đừng có lo về cái việc mình cầu xin cái quan trọng mình xin cái gì mục đích của mình đi là cái gì nó mới là cái quan trọng nha, mục đích cao thượng hay thấp hèn nó nằm ở chỗ này chứ không phải là cái kiểu mình bố thí mà mình không suy nghĩ gì mà mình cho nó là cao thượng thì không phải như vậy.